Kính thưa bà con, kính thưa hội phụ huynh, kính thưa hội học sinh, kính thưa hội người cao tuổi, kính thưa hội thầy cung, kính thưa hội thầy bói. Ra mặt trước đừng bỏ nó uống, đừng uống lại lạc lạc chi chắc đó nữa rồi. Đây là tao đang tập cái bài này khó lắm, tao đang tập cái bài này để mai một đi thi cái hội hiệp hội của những hội thầy cung. Cái chi? Hiệp hội thầy cung. Đừng mà nói ngừng ơi, nghẹn một chắc trượt nữa. Đi vào trong nhà mà ngồi mà đợi cho đang hoa mà nói. Ôi trời, mày đánh như lên bài, mày kích như tao đang tập. Cầm đùa, dừa. Dạ uống rượu quậy đấy, đi một đố người hè. Chứ mà mình trưởng thốn mà bố mà ăn trực thì mang tiếng cân bối là đua với tao. Nhạt mồm nhạt miệng thèm ăn bía ăn rượu. Ta tổ linh đi 85 vòng muốn chùa kéo bé. À hôm nay nha, dưỡng mình chỉ mà ngọt đố người đây. À dạ, chào trưởng thôn. Hôm nay trong nhà có việc, cũng mời mấy chị em ba con tới ăn bữa cơm. Sao ngọt đố người này? À hôm nay là tôi vô có chuyến này, chứ không phải là đi ăn trực bữa này. Là cái tiền cũng ít về tiền thôn của em là chưa đóng luôn ạ. Dạ, cái đợt này có hơi kẹt đi, cho nên giờ của trưởng thôn thông cảm cho nè. Rồi tao thèm miếng ăn của mi lắm ạ. Chủ nhà họ chưa mời mi cái mỏ mi thay lấy. Thôi được thì còn mời trưởng thôn đi vô nhà thì cái thôi tôi đi có việc. Dạ. Tôi đi có việc thôi, ghé vô thì coi thử cái trống ạ. Bia thì mời thưa mời trưởng thôn vô. À rồi thôi, em có lòng thì tôi cũng có già. Thôi có việc thì tạm gác lại cái đà. Ủa chả là bia cọp xả mà bây. Thôi mời trưởng thôn vô nhà uống ly nước. À rồi nước ly bia. Thôi em ngồi bên nữa đi, tôi thì tôi ngồi mông được. Anh trong ngồi mà ngồi trong hướng có chiếc xe đạp có thằng bông ngoài anh trộm mà thì. Nghe trưởng thôn khó anh trộm không? Tôi sẽ bê bịa chi mà chiếc xe của tao mình cân bộ đó. Em mời trưởng thôn ly bia hè. Ừ, thôi mi qua đi mà mời. Thôi uống ăn hè, đó, bia rượu tôi vốn ham mà. Nhưng mà có việc thì biết làm răng đây. Hôm nay tôi vô không có việc chứ không phải là... Không phải cháu ăn quẩy mà chạy vô mà nè. Cả đâu uống chi chung, đi sân đi đây. Đánh ngón không được, đi ăn cửa ngón, cháu có cả đằng tự do luôn. Bia này chỉ bia chi thơm ăn này. Là bia này là bia cọp xám mạnh hồ miền Tây. Dạ bia này mới ra cho nên rất thơm. Tạp hóa có bán không? Dạ bia này thì là tạp hóa bán cũng nhiều ấy nè. Mà bia, giống như bữa này là xu hướng uống bia mạnh hồ miền Tây này. Dạ. Được à? Rồi em tính ra là em ba con với tôi đây nè. Em ba con với tôi đó đều cùng cha khác ông nội mới đầu. Tôi nghe mẹ cổ tôi kể đấy chứ tôi cũng không biết. À chào ơi. Rồi môi mà môi đã. Dạ rồi. Chú cứ môi đi, tôi môi chi cũng được. Để tôi có chén mà tôi bốc tay à? Thôi mời cán bộ vô đây thì mời cán bộ đi. À dạ được. Mời rồi tôi có được con cưới mua cái lại bia là cọp xám rồi 50 thùng mà uống cả là ba khen. Rửa. Rửa. 50 thùng mà uống ai cũng khen. Khen. Thôi mời cán bộ đi. Dạ dạ. Dạ. Nếu tính ra mà tôi nói thiệt đấy nè. Dạ ăn giường đây cũng ba con
mà quậy khốn chỗ đây thẳng một tiếng. Quậy không? Ba cười rửa chân vai. Ba con mà rửa đó. Là chúng là giờ đến cái sáng là thịt lũ quá. Ai nữa tôi cũng mới đi mới về luôn. Cho nên cũng đến cái dơ quả cành dơ của ai bữa cũng không là vừa quên. Thế nên mong chú thông cảm nghe. Không anh nói rửa thì tôi cùng nghỉ rửa. À, cho nói chung là họ nói rồi ăn có mời, mình có mời chứ không phải là đi ăn trực. Biết rồi, đúng được cái nữa là thôi thì như anh em, tôi là anh em ấy là cái đó là thiết kế ra là cũng có sự thiếu sót. Cho nên cái này là cũng chứ là chú thông cảm. À rồi, tôi cũng hiểu ý. Cái đó đúng ra là mấy đứa là hôm qua là phải đi mời rồi. Nhưng mà cũng đi là mắc việc quá, không à. Dạ ôi, dạ. Quế đi luôn. Dạ. Thôi, bia ngon thì bia ngon thì bia ngon thì gặp ba con miếng đấy rồi thì tôi uống về mấy em một ly thôi. Con thưa lo thì cho tôi đun về thì mai một tự uống. À mô bên mà nói tưởng thôn vù rồi hả? Tôi là tôi trục xuất ả ra khỏi làng ấy chứ. May đây là ba con miếng phải chắc chứ ngồi với nhà căn bộ với làng khác thì họ có tôi ra chi nữa. À đừng có nói tầm bầy tầm bà. Mà tôi trách em đi nè. Hôm nay ra đâm quải đang kéo tới tuổi cung. Thì biết là công việc của trưởng thôn bê bộn mà hôm quá là dự kiến là nói chúng đợt này là nói là thiệt là bạo quá. Nếu như mà hắn nói thôi thì công việc đến đâu đến cổ mình á. Thôi thì làm đi mong hai mong nhẹ được thôi là nồi thánh chúng thôi. Dạ. Công nhận cái la miệng hay thiệt. Lâu rồi chưa ai chế ta cười thiệt không đá như điện á. Chủ tịch hiệp hội những người thầy cúng Việt Nam chức vụ cán bộ nó đua với táo à ôi gì rồi chú à đi mất đó dạ ôi chú có gì đâu đang viết cái văn bản cái ngồi dạ. Hôm nay cậu quá tìm chủ có việc là hôm nay công tìm cậu ăn bia quá tặng chú biểu chú là món quà đó biểu chú ấy nhặt bom nhặt miếng quá biểu chú hai thùng bia đó bia là bia cọp xả mới đấy bia cọp xả mà một đẹp thứ hai nữa có đứa con ai dạ cháu làm bên bất động sản á dạ đợt này cháu lên nơi thôn mình đây để đầu tư dự án á nhưng mà thì tin là ba con ở đây khó quá chú thì cho nên là huy động họ để mà mình mua đất cũng được á cho nên là cháu cũng nghe uy tín về chủ là cũng được cho nên chú ạ nhờ chủ là giúp cho cháu để huy động ba con để cháu mua cái đất để cháu làm dạ cái uy tín tôi tao ở đây thì mình mới có nè vừa rồi là kêu mình trưởng thôn dạ bầu trưởng thôn mà không có ai mình dạ cô cũng tao phải ứng cử dạ cháu cũng nghe mấy người nên làm chủ lắm dạ tình hình rằng dạ thì chứ cháu như có như bác là giúp đỡ cho cháu là huy động ba con để cháu mua được cái đất đó để cháu mở dự án cháu làm á nếu như khi cháu làm được rồi thì bác cũng trong đề thi cho bác cháu sẽ bồi dưỡng cho bác hôm nay cháu còn có món quà là cái nước mi để tế cho bác uống với cháu có lông thì bác cũng có da dạ thế đấy là cháu có món quà đấy nhỉ chị rồi ha dạ bác giúp cháu với thôi cái này thì cất dạ không bác cầm đi cho cháu phải cháu cất đi dạ thực tiễn á là để tôi nói cho mà nghe mày ó mày chủ tới đấy á có lông thì tôi cũng có da đó biểu hai thùng bia thì tôi nhận chứ riêng cái phong bì nữa mà đưa cho tôi là cất tôi là thiệt tôi thì tôi không biết chữ thiệt tin đồ học lớp năm nói về vấn đề không biết chữ là tôi đọc biết viết là được rồi nhưng tôi mân cán bộ dạ là mân tới cái tâm dạ. Nên thì tôi phải chuẩn vào cái tâm chứ ai mới bỏ phong bì đừng à tới giờ tôi là không được có cái chuyện nữa nè còn về công việc thì để tôi đó tôi coi xem xét được đó mình được lòng dân thì mình yeah. Mà không được thì thôi yeah. Chứ còn mà cái chuyện phong bi này là cất ngay yeah. Thì nhà này bác làm lâu chưa bác làm từ thời ông tổ tôi để lại đó yeah, yeah.
Dạ, nếu như dự án nếu mà bác giúp được cháu sau này là nhà này thì cháu sẽ làm lại cho bác cho đàng hoàng hết. Rồi cái chuyện này tính sau. Dạ. Ừ. Rồi thôi rồi là ăn cơm đã. Thôi chứ hai chị em cháu về cả trưa rồi dạ. Dạ, cả trưa có công việc rồi. Còn đợt sau thì cháu quay lại thì còn nhiều mà cháu ở lại đây làm đấy cũng lâu mà. Ừ. Dạ. Thì hai chị em xin phép chú cháu về. Dạ. Cháu về là cái chú. Về đi kìa. Cháu ấy biết cọp xả mà bê. Bữa ăn cơm bường lóng ngọt nhạt mồm nhạt miệng đừng có đua với tao.